Xin chào các thượng đế nhé. Hôm nay thì em xin phép gửi tới các thượng đế là đèn laser kim loại pin sạc D6 nhé. Ở đây là có 4 loại chân này. Ở đây đầu tiên là cái chân kẹp mở rộng nhé, chân kẹp đa năng. Thì nó kẹp được cái các vật thể có bề rộng từ 13 cho đến 23mm này. Tiếp theo là bản kẹp ống kẹp cành nhé. Thì kẹp được các ống có đường kính từ 8 cho đến 20mm nhé. Và đây là hai bản kẹp ray 11mm này và kẹp ray 20mm nhé. Thì ở cái phiên bản đèn laser này thì bên em đang có là tia đỏ và tia xanh lá. Đây, tia xanh lá là ở bên này nhé, tia xanh lá đây. Và tia đỏ đây, tia xanh lá thì nó sẽ sáng hơn. Tia rất là nhỏ luôn nhé, không bị nhảy tâm. Mỗi đèn laser này thì sử dụng viên pin sạc là 16340. Mặc định của nó là có 1300mAh, pin 3.7V nhé. Đèn laser D6 này thì có thể chỉnh tâm 4 hướng trái phải lên xuống nhé, bằng hai cái núm ở đầu giữa laser này này, sử dụng cái lục giác nhé, để chúng ta xoay chỉnh rất là dễ dàng thôi.